rồi việc chúng ta bắt đầu gì để chào Quốc Kỳ Pháp Hoàng Việt. Xin mời Niên Trường lời chúng ta nhắn nhang cho bạn nhé. Và bây giờ chúng tôi kính mời quý vị đứng lên, chúng ta cùng nghiêm chỉnh chào Quốc Kỳ Pháp Hoa Kỳ. Vous prions de vous lever, dans le salut de couleur. Quoi au cas. Chiến sĩ đã hy sinh vì màu cờ quốc gia tự do của chúng ta, và đặc biệt ngày hôm nay chúng ta dành một phút mặc niệm cho những nạn nhân của cộng sản nhân dịp Tết Mậu Thân sát hại hơn 6.000 đồng bào tại Huế và trên 20.000 đồng bào cả khắp nước Việt Nam chúng ta. Phút mặc niệm bắt đầu. Văn phòng liên lạc nên có đôi lời cùng phản cách. Kính thưa quý đồng hương, kính thưa quý đại diện các tôn giáo, kính thưa chủ tướng Simon, chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp quý vị hôm nay và cũng không quên gửi đến quý vị lòng chân thành cảm ơn đã bớt chút chỉ giàu quý báu đến thăm dự lễ tưởng niệm các nạn nhân bị thảm sát Tết Mậu Thân tại Huế, Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam sát hại. Thưa quý vị, cứ mỗi mùa xuân đến, ngày Tết thiêng liêng cổ truyền của dân tộc Việt Nam, hình ảnh tang thương của trên dưới 6.000 người dân vô tội tại Huế đã bị giết
tàn ác và dã man như chôn sống, đập vỡ sọ, trói buộc để hành từng sâu, xô xuống hố, chôn tập thể. Nhưng tức tưởi oan hồn, kinh khuất kia, đến đến tỏ tỏ, ở mọi lứa tuổi, từ các cụ già, các thanh niên, nam nữ, cho đến các em nhỏ còn trẻ dại. Làm sao quên được, làm sao phai nhòa được trong tâm tư của những người dân Huế nói riêng và của nhân loại cùng một chút lương tri nói chung. Nhân kỷ niệm Tết Mậu Thân, dựa trên lời kể của những người thân trong cuộc đau đớn mỗi khi Tết đến, một chút nữa đây, chúng tôi sẽ chiếu trên màn ảnh những lời của những người nhân chứng mà chúng ta vừa thực hiện được. Gần nửa thế kỷ qua, mỗi năm dân Huế thay vì đón xuân lại phải lo ngày giỗ người thân bị thảm sát trong biến cố Mậu Thân. Nửa thế kỷ trôi qua, những vết thương vẫn chưa lành. Vì vậy, ở hải ngoại, người Việt Nam tha hương tỉnh đàn cộng sản khắp nơi, không quên tổ chức tưởng niệm nạn nhân bị thảm sát tại Huế trong biến cố Mậu Thân 1968 và lên án tàn ác man rợ của cộng sản Việt Nam. Kính thưa quý vị, như chúng tôi vừa trình bày, năm nay chúng tôi tập thể người Việt tị nạn cộng sản tại Pháp và văn phòng liên lạc các hội đoàn người Việt tự do quốc gia tại Pháp tổ chức lễ tưởng niệm và cầu nguyện các nạn nhân đã bị giết hại trong cuộc thảm sát Mậu Thân tại Huế. Thưa quý vị, chúng tôi thiện nghĩ đây không khác gì là một cuộc diệt chủng cho chính bàn tay sắt máu của cộng sản Việt Nam thực hiện. Kính thưa quý vị, cho đến năm nay, dân tộc Việt Nam dưới sự cai trị hà khắc độc tài toàn trị của cộng sản Việt Nam, chúng tôi tin chắc rằng quý vị cũng đã nghe, đã thấy cũng như đã đọc những gì đang xảy ra tại Việt Nam ngày nay. Không có tự do tôn giáo và nhân quyền, không có văn hóa và đạo đức. Văn hóa và đạo đức bị suy đồi, bán biển đảo tất cả cho cộng sản đầu tộc. Vậy thưa quý vị, dân tộc và tổ quốc Việt Nam sẽ đi về đâu nếu Đảng Cộng sản Việt Nam còn ngược trị trên quê hương chúng ta? Anh ta xin cảm ơn quý vị và xin kính chào quý vị. Bonjour, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Pour commémorer en ce jour l'atrocité, je dirais, des événements en 1968 lors des invasions des communistes vietnamiens dans le sud du Vietnam. Ils ont profité de la trêve qui a été signée à ce moment-là, dans les années 68, enfin exactement lors du nouvel an 1968, pour faire une offensive sur le territoire du sud du Vietnam et lors, je dirais, de la contre-offensive qui est faite par l'armée du Sud. Ils se sont, je dirais, protéger leur fuite, ils ont massacré la population civile. Cette population, on le découvre au fur et à mesure dans les années 68 et on a pu à peu près, je dirais, trouver 6000 corps. Ça, ce sont les événements dans cette année-là. Toute guerre a ses atrocités, c'est vrai. Mais particulièrement contre, je dirais, une offensive comme ça contre la population civile, ce n'est, on ne peut plus parler de l'atrocité. Tous les ans, c'est pareil. Tous les ans, lors des fêtes de Nouvel An lunaire, des fêtes de tête, un certain nombre de personnes pensent et repensent toujours de ce qui se passe. Nous essayons au jour d'aujourd'hui de commémorer, de garder, je dirais, cet événement. Il ne faut pas que cet événement tombe dans l'oubli. Il faut le maintenir. Il faut maintenir pour quoi faire? Il faut le maintenir, il faut le rappeler tous les ans pour que cela ne puisse plus se reproduire. Pour que nos jeunes, les jeunes Vietnamiens qui sont à l'étranger, sachent ce qui se passe. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes tous ici présents et au nom des bureaux de liaison avec le Taptein de Việt Nam, nous vous remercions de votre présence. Merci.
phương lên quê ban ma nguyện đời đời kiếp kiếp không quy ngoại đạo ban giáo phương lên quê tăng ma nguyện đời đời kiếp kiếp không quy tôn hiệu an gia phương lên đã quy phật phương lên đã quy ban ma nguyện đã quy tâm phương lên vốn tạo các phật ở tâm liền thể bán sinh ra ở mình thầy đều sinh ra mọi ba nhà ba la mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát thành tâm ba nhà ba la mật đa thời chiếu kiều hữu ấn trai ông đời ra lời hồ ai đã lời khởi tâm ban gì con ban gì sáng tâm thì con tâm thì sáng tâm thì sáng tâm thì sáng cầu siêu công đức thù thắng thành vô biên làm vương giai hồi hướng phổ nguyện phật chư chúng sanh tam vạn vô lượng vạn phật sanh nguyện tiêu tan chương chư phiền não nguyện năng trí huệ cha minh liệu phổ nguyện độ chương thanh tiêu chư thế tướng hành bồ tát liên hoa vi vũ màu hoa cải kiến phật hộ vô sanh quan tôi bồ tát vi bản lữ nguyện di tự tâm đức bổ cầm mơ nhận tiếng ngã đẳng giữ chúng sanh giải công thành phật và chúng con xin cảm ơn sự gọi của quan đạo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nam mô Cao Đài Kim Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Cao Đài Kim Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Cao Đài Kim Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Đại cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, nước cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Lạy Chúa, chúng con xin ngợi khen, cảm tạ Chúa nhân từ, đã thương đưa tổ tiên chúng con về hưởng hạnh phúc với Chúa. Hôm nay, chúng con nên tha hương. Vào những ngày Tết đến, chúng con nhớ đến những hơn 6.000 linh hồn, ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn hữu đã bị Cộng sản vô thần thảm sát vào Tết Mậu Thân năm 1968 tại Huế. Và các quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trên toàn các tỉnh thành đến đất nước Việt Nam để bảo vệ dân chúng và sự vẹn toàn đất nước. Chúng con xin Chúa đói thương đến những linh hồn này đang cần lời lòng từ bi vĩnh cửu của Chúa. Xin đói thương cho họ sớm được hợp đoàn trên nước trời bên nhan thánh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, Chúa dạy chúng con phải giữ lòng chung thành với tổ quốc, lòng hiếu thảo và vị tha. Hôm nay chúng con tụ họp nơi đây để tỏ lòng thương nhớ tổ tiên. Xin Chúa trả công bội hậu cho những người dân Việt Nam chúng con, những quân cán chính đã hy sinh cho chúng con được sống hôm nay. Xin Chúa đổ đầy tràn hồng ân cho các thân nhân gia đình họ đã còn sống cơ cực dưới chế độ Cộng sản vô nhật vô thần tại Việt Nam hiện nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, hôm nay trong hội trường này là chúng con là những dân đất Việt, không phân biệt tôn giáo, màu da. Chúng con tin nơi Chúa nhân từ. Xin nói thương cho tất cả dân tộc Việt Nam chúng con, vững lòng với Chúa cũng như đất nước Việt Nam chúng con, và ban cho anh chị em chúng con chu toàn sứ mệnh của mình, sống cả cuộc đời nhớ cội nguồn, hầu sớm có tin mừng quỷ Satan đó sẽ sụp đổ. Ban ơn cho Việt Nam chúng con hòa bình, no ấm, tự do và dân chủ, và cũng để tỏ ra chứng nhân uy quyền của Đức Kitô ở giữa trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và cùng sư Chúa cho mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như tín hữu bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oan phù, đem thơ tha vào nơi lắm nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấm, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Đem tinh tin vào nơi nghi nan, chiêu trông cây vào nơi thất vọng.
Xin mời tướng Simon làm trường khách.
là người đã lo cho chúng ta có cái phần quelques paroles ou paroles sont très précieuses parce que vous avez participé en quelque sorte à ce matin de loin et de près. Merci. Si je suis invité à vous parler, c'est parce que je suis le dernier président national du comité d'entraide pour les réfugiés d'Indochine. À propos du Tet Bantam, à Hue, et ailleurs, il n'y a pas qu'à Hue, je voudrais faire quelques réflexions. Je ne suis pas un historien, je suis un Vietnamien de cœur et j'ai suivi ces événements-là. Première remarque. Les élections présidentielles américaines ont eu lieu en 68 et en 72. Les grandes offensives du Viet Cong, communistes du Nord, ont eu lieu en 68 et en 72. Ça n'est pas par hasard. Le but des gens du Nord était d'avoir une influence sur la politique américaine beaucoup plus que de prendre tel ou tel territoire dont ils savaient bien que ça leur reviendrait un jour. Première remarque. Deuxième remarque. Choisir un jour de fête pour lancer une attaque, c'est de bonne guerre. Moi, je l'ai fait souvent, et j'en ai parlé d'ailleurs avec les Vietmines de la commission d'armistice du Sud-Vietnam en 1954. Ils avaient très bien compris la manœuvre. Choisir un jour de fête, c'est pas surprenant, c'est une bonne guerre. J'ajoute un supplément que peut-être que vous n'avez pas, mais je veux dire, moi je l'ai appris, puis je l'ai oublié. Les gens du Nord, pour se démarquer des Chinois, avaient changé la date du Tet et célébraient le Tet 24 heures plus tôt que les Chinois ou les gens du Sud. Leur argument était que, par rapport aux Chinois, ils n'étaient pas sur la même longitude, il y avait un décalage horaire qui leur permettait de se démarquer, de faire le Tet plus tôt. Ce qui explique que l'attaque à Hue a eu lieu plus tôt que l'attaque à Saigon. Parce que c'était les forces du Nord, les communistes, qui venaient en masse sur Hue, tandis qu'à Saigon, on avait laissé faire le Front de Libération, les communistes cachés du Sud-Vietnam. Le renseignement, tous les Vietnamiens du Sud l'avaient, les Américains l'avaient. Et les Vietnamiens du Nord ont cassé la machine à leur détriment en attaquant un jour plus tôt, alors que les Vietnamiens du Sud n'étaient pas encore partis en vacances. Ça a donné l'alerte et ça a permis de ne pas perdre tout. Kính thưa tất cả quý vị, đây là có thể là lần thứ ba tôi lên nói chuyện về cái vấn đề của mẫu thân. Gia đình chúng tôi có 12 người chết vì chôn sống. Thì khi mà trận mẫu thân xảy ra, thì tôi là chủ quý trung đội trưởng tác chiến đang hành quân ở tại Quảng Đức. Sau khi Việt Cộng nó thoát ra khỏi thành phố Huế, thì tôi phải vội vã đi về ngay tức khắc về Huế để nhận ra xác những cái người trong gia đình chúng tôi. Từ gia đình của chúng tôi 12 người thì gồm có gia đình của bên mẹ tôi ở trong chỗ bà con với ông Lê Quang Trung. Một số người đó lại ở Gia Hội và ở Phú Cam. Và như hồi nãy tướng Simon có nhắc tới Phú Cam, tôi là người gốc Phú Cam, sinh tại Phú Cam và sống tại Phú Cam. Je suis né à Phú Cam. Monsieur General, tôi sinh ra và sống ở Phú Cam. Thành thực cái sự Phú Cam và cái sự cộng sản là không có đụng đầu nhau. Tôi xin lên đây để xác nhận một lần nữa là gia đình chúng tôi 12 người bị giết, mà trong đó là anh em của chúng tôi, anh em họ của chúng tôi. Trong cuộc đa số là 8 người, là gồm có của gia đình của ông đại tá Lê Quang Trung ở tại làng An Vân. Làng An Vân thường là làng bên ngoài của tôi, làng của mẹ tôi ở đó. Thành thử là phải có mấy người chết ở Gia Hội. Thì bây giờ vẫn còn những người con cháu đó, là gồm có 3 người còn sống tại bên Việt Nam. Và họ nói rằng
đừng có tiết lộ, bởi vì tiết lộ thì ở thời quê nó sẽ bị phát hiện. Thành thử là chúng tôi cũng chỉ xin phổ biến tới đây thôi. Khi nào mà cái tàu ảnh quốc tế mà ra sự thì quý vị theo dõi, tôi sẽ dẫn theo những người đó. Tôi xin chào quý vị, cảm ơn. Cảm ơn thầy. Bây giờ ngày hôm nay cái núi Ngự Bình á, nó là một cái nghĩa trang lớn nhất của Việt Nam. Không có nghĩa trang nào lớn nhất bằng nghĩa trang Ngự Bình. Cái nghĩa trang đó hoàn toàn là dân của Mậu Thân. Mà hồi nãy có chị cứ nói là tôi sợ Mậu Thân sau này nó đi vào quên lãng. Tôi nói không, tất cả những gì của thuộc về nhân dân không bao giờ quên lãng, đi vào lịch sử. Mà đi vào lịch sử còn lâu hơn cái thế hệ của bao nhiêu thế hệ nó cũng vẫn còn đó. Cũng như chúng ta 47 năm mà chúng ta vẫn còn làm kỷ niệm cái ngày hôm nay là thấy chúng ta đã làm tự nó đi vào lịch sử rồi. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta qua sang năm chúng ta cũng vẫn tiếp tục làm. Và chúng ta có thể làm nhiều đồng bào mình chưa biết về Huế, chúng ta nên ghi nhớ. Và chúng ta phải luôn luôn làm kỷ niệm cho đồng bào của mình, cũng như làm kỷ niệm cho mình, chứ không phải làm kỷ niệm cho người khác. Chúng ta làm kỷ niệm cho mình. Xin nói ở đây là hết. Xin cảm ơn quý vị. Yeah.